Trước tiên tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng. Thì thật sự ra thì hôm nay á là ngoài cái góc nhìn của anh thì tôi cũng thống nhất, và tôi có cái góc nhìn thứ hai nữa. Và hôm nay là tôi thật sự là chúc mừng cho anh năm của tôi đã nở một nụ cười cười vui trên đôi môi của anh năm tôi. Anh năm tôi nói là có niềm vui mới. Thì thật sự là ngày hôm nay là anh năm tôi là rất là đẹp đôi. Chè nàng á thì mặc á là xìn xám đỏ, chàng thì chơi á là sơ dinh quần tây, thì rõ ràng là quá đẹp đôi. Mà thật sự ra mà nói thì hai người này là tiêu chí và hành động tôi thấy là gần như là trời xanh một đôi rồi anh Sài Gòn ơi. Tại vì thấy là họ cùng nhau đi á là từ thiện, anh thấy không? Chàng đi trước rồi cũng là khiêng gạo khiêng quà mì tôm, nàng đi sau cũng khiêng gạo khiêng mì tôm, quá đẹp đôi. Cái này nó còn ý nghĩa là hơn mà chụp ảnh cưới như mà cái thời anh Bưởi và cô Vân đó. Đúng không? Quá đẹp đôi. Và tiêu chí cũng vậy, thì cái chị giàu có cũng đưa ra tiêu chí là gì, chỉ cần người về chăn bò. Thì rõ ràng anh năm tôi là đầy đủ cái khả năng đi chăn bò. Với một cái là anh năm tôi á là sẽ là nếu mà họ sẽ về với nhau, họ bập với nhau được á, thì anh năm tôi có cái cổ hồ môn là cái chiếc siêu xe đó anh. Trời ơi, chiếc siêu xe đó là lướt đó là trên đó là hàng trăm hải lý. Rồi bây giờ lướt trên cái đồng cỏ mà 500 con bò, 502 con bò này thì tôi thấy là quá ok. Là tiêu chí này trời xanh một đôi rồi anh ạ. Đó, thành ra năm hôm nay là cười vui vô cùng. Thì tôi thấy là rõ ràng hai tiêu chí này hợp nhau. Và nếu như có cái lúc mà anh năm tôi mà ảnh đó là về đêm, cuộc sống về đêm ảnh đó mà bên kia mà không đáp ứng được á, thì trong 500 con bò này thì tôi nghĩ cũng có vài chục con bò cái nữa. Thì nó thế qua nó thế lại thì tôi nghĩ là cái này là thành đôi vĩnh viễn, chứ không phải như anh năm tôi có một cái quá khứ mà đã từng đó là làm sao mà có một cái người vợ ở với ảnh có 2 tháng rồi về bị bệnh hậu rồi chết luôn đó anh. Ngoài địa phương vậy đó. Còn cái đằng này thì tôi nói anh đó là đồng ý với tôi không? Thấy không, nếu như mà anh này mà anh có một cái là cái động thái đó nữa thì là cái kia với cái này thì tôi nghĩ nó cũng như nhau thôi. Cái này cái kia đáp ứng không được thì cái này có nhiều thì nó cũng là đẹp đôi. Mà vì sao tôi phải nói vậy? Vì tôi cũng quá khen cái thằng Chúa Động mà nó hay lắm anh. Vậy ngay là nó đấy là tổ chức cho anh tôi có một cái nguồn vui. Thì anh thấy không, đâu có bao giờ mà nó để anh năm tôi về tay trắng đâu. Thấy không, lần trước lên thì cũng có cô bé, lần sau thì có cái cô gì á là người dân tộc bạn. Rồi mới đây nữa cũng lên dự đám cưới xong rồi cũng cặp nách một cô chạy A Black biển số 59 gì đó. Rồi lần này cũng vậy. Lần này lên là có anh năm tôi mở một nụ cười là rạng rỡ, là tươi vui. Thì rõ ràng mà người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, anh thấy không? Ở cái động đó, là nó hồ đồ hỗn độn lắm, anh thấy không? U90 đi hỏi là U38 đi ưng U90 rồi U86 ưng U40 gì đó, là tùm lum hết. Thì có phải chăng đó là hôm nay là đẹp đôi với anh năm tôi quá. Và tôi cũng khen á là ở cái chỗ là ở cái chỗ rằng là chị á là chị này với anh đó thì nó được cùng một cái tiêu chí. Thì tiêu chí kia làm sao, không cần cái người á là chỉ có sức khỏe thôi, anh đồng ý không? Dạ chính xác. Mà bây giờ á anh năm tôi đã từng á là cởi con tuấn mã mà vượt hàng trăm cây số như vậy, ai dám kết luận anh năm tôi là yếu đâu. Anh năm tôi khỏe vô cùng. Thì cái tiêu chí bên kia cũng cần khỏe, rồi cần cái vấn đề mà đi chăn bò. Thì anh năm tôi cũng đã từng chạy là bay là mấy trăm cây số, thì không lý gì mà anh năm tôi không cởi tuấn mã mà đi giữ bò trên cái thảo nguyên đó được. Quá tình anh ạ, quá tình, tôi thấy là quá hay luôn. Quá tình luôn. Rồi ngày hôm nay là họ chụp hình với nhau quá đẹp đôi.
Thì tôi thấy là cái góc độ của tôi nhìn là như vậy. Vì sao tôi nhìn như vậy? Vì ở chỗ cái động đó mà, ôi nó hồ đồ hỗn độn, anh thấy những cái nhân vật trái khoáy nó cũng còn lên đó, nó dựa vào đó nó kiếm tiền mạnh thường quân, rồi nó dựa vào đó để nó bập bập với là không đồng đó, anh thấy không? Tôi khen với đó, như anh nói là anh Năm tôi đã bập bập bao nhiêu lần là không đồng không? Không, rồi bây giờ là gặp nhau là trời xanh một đôi, ngày hôm nay là tôi thấy là tôi ủng hộ anh Năm tôi ở chỗ cái góc độ đó. À, mà bên kia người ta cũng cần người chăn bò, thì anh Năm tôi là chăn bò thoải mái. Rồi á, là cái vấn đề mà nếu như về đêm mà như bà con hổm rày nói thì cái bên kia phục vụ không nổi anh Năm tôi, thì có cái bên, có mấy con này phủ rồi, có là cũng như là thay đổi cái cảm giác, thay đổi cảm giác, thì đó là cũng mau là cái hạnh phúc của anh Năm tôi đã đến được. Thì đó là cái vấn đề này tôi thấy là nó là như vậy. Vì cái lần này là tôi thấy là cái thằng chúa động này nó hoàn toàn xảo trá trên cộng đồng mạng. Nào là nó nói con của ông ngoại á là sắp đến rồi, nhưng mà có thấy đâu, rồi á là bây giờ là cái gì, ông ngoại 70-80 triệu gì đó, thì tôi thấy hoàn toàn những cái chuyện đó nó không có thật. Nhưng mà tôi thấy ngày hôm nay cái ảnh mà chàng thì mặc áo sơ vinh quần tây ha, nàng thì quả là chơi chơi xin xám đỏ ha, rồi chàng đi trước cũng cầm quà từ thiện, rồi nàng đi sau cầm từ thiện, thì quá đẹp đôi. Và cái ảnh này nó ăn ảnh vô cùng, và nó ý nghĩa hơn mà cái ảnh của bữa với Vân đó. Ông cái này tức làm từ thiện rồi á, là rồi á là trên đôi môi của Năm, anh Năm tôi là nở một nụ cười. Thì tôi thấy là cái vấn đề đó là tôi thấy là quá hợp lý. Dạ. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ thưa anh, cùng với tất cả các bà con, thì thông qua cái câu chuyện của là các cụ này đó, thì chung trách các cụ thì ít, nhưng mà trách là mấy thằng YouTube mà nó không có trình độ nhiều. Có nghĩa là em cũng đã từng nói rằng các cụ này đó là vì ham vui mà không có sự hiểu biết, đâu có biết không gian mạng là gì đâu anh. Từ trước giờ chúng ta cũng thấy rằng cái ông U77 thì ông cầm cái điện thoại cù bắp, điện thoại cục gạch thôi, chứ ông có biết là cảm ứng là chi. Thậm chí bà Trinh bà cũng đã từng khẳng định một câu đó là ông U77 này ông không biết dùng điện thoại. Chẳng qua từ lúc mà bắt đầu là ông lên Sài Gòn để mà kết nối tình duyên tình yêu đó, là anh mới mua một điện thoại cù bắp để anh có cái anh liên lạc. Thế thì cái mà chúng ta đang đặt một câu hỏi, ngày đầu tiên ông cụ quớ này ông lên cộng đồng mạng, ông lên ông tìm cái tới cái động đó, thì ai là người cỡ như là liên lạc để ông mò tới? Có phải là con của ông không? Đúng anh? Con của ổng, em đang nghi ngờ là con của ổng là liên lạc qua cái kênh này đó, rồi để mà cái như là làm giống như là để mà làm cái trung gian để mà kết nối cho ổng vô cái kênh để ổng tìm vợ tìm đồ. Cho nên khi mà ổng có những cái gọi tìm được vợ đó, tìm được gọi là phụ nữ mà đứng xếp hàng đó, là người đầu tiên anh điện là anh báo cho con ảnh. Anh nói hiệu quả ghê, con ba mới lên đây đó, ba mới lên đây mà kể như là có trăm bà cái từ 40 đến 65 là cái như là đứng xếp hàng đợi ba. Khi mà nghe câu đấy em nói thật sự anh là ông xem giá trị một người phụ nữ là không ra gì, đúng không? Ông là một người già gọi là sống nay chết mai, mà chẳng lẽ bây giờ là cái tuổi mà từ 40 đến 65 mà chẳng lẽ người ta không chọn một ông nào mà tử tế mà cái như là có sức hơn ông này hay sao, mà lại chọn một ông già lẩm khẩm lẩn khạng như vậy? Đây là một trong những cái là anh tự tin. Anh tự tin mà từ đâu anh tự tin? Cũng từ qua cái mồm của thằng YouTube. Chứ còn bao nhiêu người đó, anh đâu có biết, bao nhiêu người đâu có đứng trước mặt ảnh mà anh biết. Có nghĩa là mấy thằng YouTube đó, nó nói một câu là cái như ảnh tin thôi. Nó trời ơi hoài ơi, từ lúc hoài lên đây là rất nhiều người cỡ như là đăng ký để mà kết nối với hoài. Thế ông hỏi nhiều bao nhiêu, nó là khoảng trăm tuổi từ cái như 45, 40 đến 65. Anh nghe thế, anh nói thế thì anh đâu có nhìn thấy đó. Cho nên anh mới điện về gọi là khoe con khoe cái đó. Bắt đầu là con nó có một cái lời trách, nó nói trời ơi lên nay 3-4 bữa rồi bây giờ mới tìm được vợ mà bảo là nhanh. Thằng chủ kênh nó lìa mở mỏ vô, nó anh nghĩ sao không nhanh, có chỗ nào nhanh như chỗ em không? Trời ơi, chỗ em như là cái đậm mà gọi là cái
cái động nái đấy mà bây giờ vô đấy thì không được, cái như là nái ngon thì cũng được, nái dở dở chứ. À, giống như cái chỗ mà ngày xưa ở quê em đó, à, là người ta cái như là tổ chức đi mua mà mấy con heo nái già đó nó để không nấu đó, mua đó chờ đi gọi là đi đi mổ thịt tao đó, là người ta rộng đấy, bây giờ anh muốn anh tới bao nhiêu con cũng có trơn đó. À, cái vào đấy bây giờ anh cần bao nhiêu con người ta chỉ rồi anh ra anh lựa đi. Em thấy là cái vấn đề mà ông Nam Quấn này ông lên ông kiến vợ cũng y xì cái cảnh đấy, cái cảnh đó nó diễn ra mà em nhìn thấy mà vô cùng khủng khiếp. À, tự nhiên là một người phụ nữ à, mà để cho một ông già là vô bắt đầu là anh chọn anh lựa. À, rồi có ông thì nó thật sự ông còn muốn thử hàng trước rồi cái như là lấy xong đó. Và chúng ta thấy là thằng đại USD là một trong những người gọi thử hàng trước lấy sau thôi chứ. Cái ngực của người ta mà trước khi đi người ta cũng độn gọi là cũng kêu kinh kêu đét hết mà tất cả mọi cái là nó cố nó đì xuống, em nói anh nó chơi cái ác hay không, cái ngực người ta muốn cho nó phồng lên chút để gọi là cái như là nó cũng là vuông tròn. À, mà nó đè hai cái tay vô mà nó đè không thì em nói thật sự anh thì mình không trách, mà cái tay của nó giống như cái dạng khuyết tật á, nó đè xong rồi cái tay nó phải rung à nó mới chịu. À, thì nó thật sự đấy là chơi trò mất dạy quá, lên không gian mạng mà chơi trò đấy là đáng được phản ảnh những cái loại này. À, trên khi mà cái vấn đề mà ổng tiễn 5 lần 7 lượt không có bà nào, và thông tin là bảo rằng ông này mà ông đưa về đấy mò cua bắt ốc tất cả mọi cái đó, thì em thấy nó cũng là có những cái thì cũng tội tội cho ông này. À, có nghĩa rằng cái thông tin đã không biết đúng hay sai, mà thông tin không gian mạng mà tung lên như vậy thì thật sự nó ảnh hưởng rất lớn. À, nhưng đến bây giờ em nghĩ rằng những thông tin đó là hoàn toàn đúng. Vì sao? Đáng lý ra mà những người con họ còn cái vấn đề cái lòng tự trọng à, của mình và của người thân của bậc sinh thành của mình thì họ khuyên một câu cha đừng lên nữa, bây giờ cha lên cộng đồng mạng có hay không có người ta nói là mình nhục lắm, mới đúng cho anh đúng không? Nhưng đằng này người ta sẵn sàng bỏ đi ngoài tai những cái lời gièm pha à, những cái lời mà chỉ trích của cộng đồng à, để lên mục đích là gì? À, để cha mình vẫn trở thành một diễn viên hài bất đắc dĩ cho cộng đồng mạng. À, họ xem mà họ xem họ không tán dương, mà họ xem họ phí nhổ vào đó. À, mà vậy đó thì cho nên em mới hỏi rằng bây giờ à, con cái đâu, trách nhiệm ở đâu, rồi bảo rằng cái những ngày vừa qua lên tìm ổng rồi cuối cùng có lên hay không, hay là lúc mà phát hiện ổng rồi ổng tới ngay động đó rồi nó điện là cái như người con đang ôm cả như đứa vợ đã ngủ. Nó rõ ràng vậy thì em hỏi đấy có phải là cái trò lừa hay không? Nó lừa cộng đồng mạng rất nhiều. Một ông già không có quá nổi 1 triệu bạc mà cũng để là đại gia thu mua nông sản. Một ông mà không có cục đất ném chó cũng giới thiệu là đại gia bất động sản. Một ông là đi uống cà phê mà vẫn còn uống chực uống thiếu bảo rằng đại gia USD. Một ông là nó thực sự ra bây giờ đó lên bao nhiêu kênh rồi thu nhập là bằng cái nghề vá xe, thế mà đại gia cái cửa hàng điện thoại. Đây là một trong những cái thì không phải lừa đảo là gì. Lừa đảo vào cái niềm tin của mấy bà mà muốn tìm đại gia, đánh vào thị hiếu của mấy bà, rồi mấy bà cứ nghe đại gia là cứ lao lao vào đó thôi, và cuối cùng sao? Cuối cùng là trật vật. Tiền YouTube thì nó ăn, danh dự của mình bị chà đạp, con cái bị ảnh hưởng. Một loạt hậu quả vậy, ít ra cái mà thiệt hại về kinh tế đó, mất ngày lao động, bỏ tiền xe, tiền ăn uống giặt được đó, đó là thiệt hại kinh tế đó. Chứng minh được mà anh, mới được chứng minh được mà, người ta đi lại tất cả đều là đánh về kinh tế hết. Thì em hỏi là cái đấy có phải là kết nối tình duyên mà cả như là đem lại cái sự an bình cá nhân có đức để mà cho người cô đơn gặp lại với nhau hay không, hay là một trong những cái gọi trá hình để mà trục lợi cá nhân? Nó rõ ràng như vậy, vì nó quay YouTube, nó có nhận tiền YouTube, có nghĩa là có trục lợi cá nhân. Còn những cái vấn đề thì chắc là bà con mỗi người có một suy nghĩ, nhưng quan niệm của em đó đã là kết nối tình duyên mà để cái tựa đề nó không thật là anh có một cái dấu hiệu bí bệnh dối trá.
À, còn cái vấn đề mà khi người ta đi sâu vào người ta phát hiện điều đó đã muộn rồi. Có nhiều cái cặp á mới lên kết nối một phát nó đẩy vô động liền. À, lên kết nối phát nó đẩy vô động liền. À, thì cái vấn đề đó là một trong những đang trách những kênh này chứ. À, tự nhiên là người ta lên kết nối cái đẩy vô cái như gọi là nhà nghỉ nhà đồ đó, là dĩ nhiên người ta tự nguyện người ta vô, nhưng cái vấn đề anh đã biết là coi như là anh là cầu nối mà anh để cho hai người ra vô, trong đó có một người bị bệnh tâm thần, thì cái hậu quả nó xảy ra như thế nào anh biết không? Hoặc là một trong những người mà dính vào những cái tệ nạn xã hội, thì hậu quả thế này là anh có biết hay không? Đấy, cho nên là khi mà kết nối tình duyên đó, mà anh không có một sự xác minh, không có một cái là gọi là cái lập, phải chọn lập nhé, chọn lập người cho lên chứ không phải ai lên cũng được. Cuối cùng ai lên cũng được thì đâu phải gọi là cái như là kết nối nữa anh, mà gọi là cái một cái chỗ là môi giới, ai cũng đúng cũng được lên mà. Đấy, cho nên vấn đề đây thì cũng mong rằng chỗ anh và cộng đồng mạng cũng là hết sức thông cảm. Không phải là mình lên để vạch lá tìm sâu hay là lên để mà moi móc chuyện của người ta, nhưng đây là một trong những cái mà thước phim đã lên cộng đồng mạng, mình thấy có những cái gọi bất bình và mình bình luận theo cái vấn đề, cái sự mà hiểu biết của mình. Cũng mong rằng mỗi bà con có một cái ý kiến và có một tiếng nói riêng dành cho mình trong cái câu chuyện này.